Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị hai vị khách, một vị từ rất xa đến đây là anh Nguyễn Ngọc Bách từ Paris đến đây, và một người ở tại địa phương này là chị Francis Nguyễn Thế Thủy. Ngoài ra còn có anh Đinh Xuân Quân, và quý vị cũng biết anh Đinh Xuân Quân từ lâu, và mời anh Nguyễn Ngọc Bách chào quý vị khán giả. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài. Tôi là Nguyễn Ngọc Bách từ Paris sang ở trong Ủy ban Giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá. Năm nay tôi có một cái dịp mà cá nhân tôi rất là vui và hãnh diện là được tiếp xúc với những anh chị em ở vùng Nam Cali, đặc biệt là với những người cựu cũng như là những người đương thời của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Cali, để cùng chung sức với nhau tổ chức ngày lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá, và cũng là ngày công bố giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá năm 2018. Dạ, cảm ơn anh Bách, và xin chị Francis Nguyễn Thế Thủy chào quý vị khán thính giả. Dạ, Francis Nguyễn Thế Thủy xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Francis là Nguyễn Thế Thủy là người đã và đang sinh hoạt với Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali, và cũng từng là cựu chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali. Rất là vui mừng được tiếp tay với lại các anh chị ở bên Tổng hội Sinh viên Paris để phát huy tinh thần Trần Văn Bá. Cảm ơn chị Thủy và anh Bách. Và kính thưa quý vị, được biết là ngày 21 tây tháng Giêng này, thì nó là ngày Chủ nhật phải không ạ? Dạ vâng. Dạ, ngày Chủ nhật 21 tây tháng Giêng. Thì những anh em trong cái vấn đề, trong cái tinh thần Trần Văn Bá có tổ chức tại 8200 Westminster một cái lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá. Và anh Nguyễn Ngọc Bách là từ Paris qua để mà ủng hộ giúp trong cái vấn đề tổ chức lễ tưởng niệm này. Thì thưa anh Bách, có lẽ là anh từ xa thì xin hỏi anh trước là anh có thể cho biết về cái tổ chức tinh thần Trần Văn Bá và cái lễ tưởng niệm của anh Bá, mà tôi được biết là tổ chức đã nhiều năm rồi. Dạ vâng. Cái message để muốn gửi đến cho quần chúng là như thế nào, và cái tổ chức mà tưởng niệm tinh thần Trần Văn Bá được hình thành cũng như quá trình làm việc như thế nào, anh có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Vâng. Thì thưa quý vị, thưa các anh và chị, chúng tôi ở Paris đã tổ chức lễ giỗ cho anh Bá liên tục từ 33 năm nay. Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức từ 33 năm nay. Thì với thời gian thì chúng tôi suy nghĩ rằng chúng ta cũng cần tiến thêm một bước, chứ mỗi năm tổ chức phải tổ chức mà thắp một nén nhang cho anh Bá không thì cũng được, nhưng mà nó hơi dậm chân tại chỗ. Thành thử ra gần đây anh em chúng tôi mới nghĩ ra là chúng ta nên làm một cái gì đó, đi thêm một bước là làm một cái giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá. Cái giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá nó cũng không khác gì một cái buổi tưởng niệm mà cho anh Bá ở tại một địa phương, nhưng nó có một cái tầm vóc rộng lớn hơn, là chúng ta có thể phổ biến qua internet hình ảnh của anh Bá qua một cái giải thưởng. Cái giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá được tổ chức liên tục được 3 năm. Năm đầu tiên là làm tại Paris, năm thứ nhì là làm tại Liège ở Vương quốc Bỉ, và năm thứ ba năm nay vào ngày Chủ nhật tới chúng tôi sẽ làm một cái buổi lễ công bố giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá sau cái buổi lễ tưởng niệm tại Cali. Dạ, nếu mà được anh Lê Minh Nguyên cho Francis Nguyễn Thế Thủy tiếp lời luôn, là trong cái tinh thần mà phát huy tinh thần Trần Văn Bá, thì quý vị cũng biết là năm 1985 thì anh Trần Văn Bá bị xử tử. Thì lúc đó Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali cũng có tham dự cái buổi lễ để khóc thương anh Trần Văn Bá, và từ đó cái sự liên hệ của Tổng hội Sinh viên Nam Cali và Tổng hội Sinh viên Paris nó có một cái sự gần gũi. Nên sau này khi mà các anh muốn phát huy tinh thần Trần Văn Bá thì Tổng hội Sinh viên Nam Cali muốn cùng đóng góp chung để cho thế hệ kế tiếp
hiểu thế nào là tinh thần đấu tranh, hiểu thế nào là tinh thần Trần Văn Bá. Thì chắc anh Bách cũng cho quý vị khán thính giả biết là 5 người được đề cử trong cái giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá là ai, được không anh Bách? Dạ vâng, thì chúng ta hiện nay có 5 người được đề cử. Tôi có thể không nhớ rõ hết tên. 5 người đó là Trịnh Bá Phương, Trần Thị Nga, Trần Hùng, Trần Huỳnh, Duy Thức, Linh Mục, Nguyễn Văn Tấn. Dạ. 4 người, còn thứ 5 là... Có lẽ mình, dạ mình sẽ bổ túc sau. Dạ vâng. Muốn hỏi là chị Thủy với anh Bách là cái buổi lễ năm nay nó chi tiết như thế nào, tổ chức giờ giấc và địa điểm ở đâu để cho khán thính giả có thể biết và có thể nếu mà khán thính giả tham dự thắng, khán thính giả có đầy đủ tin tức. Kính thưa anh và kính thưa quý vị khán thính giả, thì lễ phát huy tinh thần Trần Văn Bá, lễ dỗ cho anh Bá và lễ phát giải thưởng Trần Văn Bá sẽ được tổ chức thứ chủ nhật này lúc 2 giờ chiều tại Westminster Civic Center. Chương trình thì cũng gồm có là chiếu slideshow về anh Trần Văn Bá, cái ngày anh bị xử tử như thế nào, và nói về tiểu sử của anh Trần Văn Bá. Và lẽ dĩ nhiên sẽ có một số dân cử đã đứng lên phát biểu ủng hộ tinh thần Trần Văn Bá như thế nào. Đồng thời sẽ ban tổ chức sẽ nêu tên ai sẽ người thắng giải tinh thần Trần Văn Bá năm nay. Vì chúng tôi chắc sẽ thực hiện một cái buổi Skype nói chuyện với những người bên Việt Nam mà đã được đề cử hoặc đã được thắng giải Trần Văn Bá trong ngày hôm đó. Thì mong là tất cả quý vị đồng hương hãy đến tham dự, trước hết là đốt nén nhang tới anh Trần Văn Bá, một người đã hy sinh cuộc đời của mình, bỏ hết tất cả, bỏ hết những đời sống xa hoa để trở về cứu đất nước, và không may đã bị Việt Cộng xử tử. Thì 2 giờ chiều, Westminster Civic Center, Thế Thủy và anh Bách cùng ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đồng hương hãy đến tham dự. Tôi xin hỏi thêm để cho quý khán thính giả hiểu thêm. Yeah. Những cái người được đề cử đó là trên những cái gọi là criteria, những cái gì nó làm cho quý vị đề cử 4-5 người đó? Dạ thưa anh, để chúng tôi hiểu thêm thôi. Ủy ban giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá không có đề cử và cũng không có lựa chọn nữa. Cái việc đề cử là tất cả mọi người đều có quyền đề cử hết. Năm nay 5 người được đề cử mà tên chúng tôi sẽ nêu lên là do những người ở Việt Nam họ đề cử. Một số lớn là do ở Việt Nam đề cử, một số nhỏ khác thì cũng cùng những người tên những người đó từ hải ngoại đề cử, nhưng mà một số lớn là ở Việt Nam đề cử. Và cái bầu chọn cũng không phải là do Ủy ban giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá lựa chọn nữa. Chúng tôi không có lựa chọn, nhưng mà chúng tôi mời gọi đồng bào ở khắp nơi ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại hãy tích cực bầu chọn một cách rộng rãi qua trang mạng. Chúng tôi là không phải là người lựa chọn, mà chúng tôi là người tổ chức thôi. Tổ chức. Cảm ơn chị Thủy và anh Bách. Tôi sẽ cần có một câu hỏi với anh Quân. Nhưng mà trước khi câu hỏi đó, thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nói rõ là cá nhân tôi cũng như anh Quân là chỉ đóng một vai trò truyền thông. Vai trò truyền thông tức là thông tin, đưa những tin tức đến quý vị khán thính giả một cách càng trung thực càng tốt, trong cái vai trò của cái show mà Luận Đàm Thời Sự này. Thì tính hỏi anh Quân á, là anh Bách hồi thập niên 80 á, anh đi về nước. Anh đi về nước. Anh thì lúc đó tranh đấu mà chống cộng sản để mà xây dựng lại một cái dân chủ cho Việt Nam á, thì chỉ có một cái phương pháp duy nhất là vũ lực thôi. Và tôi thấy cộng sản họ tìm cách, họ mập mờ đánh lại con đen là họ đánh đồng cái vũ lực với cái khủng bố. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải cần clarify cho cái quần chúng thấy rõ, cái chuyện đó hoàn toàn là khác. Và
Có lẽ chút nữa khi mà chương trình trở lại thì xin anh có thể, anh đã từng ở Paris biết nhiều về anh Trần Văn Bá, thì cũng như là gia đình anh Trần Văn Bá, anh có thể trả lời câu hỏi đó. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.